Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Thì cái trận ngày hôm nay mình xin được phép gửi tới mọi người một cái phân bài meta. Đó chính là Nunu Chính Mình Rồng, được gọi là meta red hiện tại luôn nha anh em ơi. Tại vì nó quá là lỗi đi, nó cực kỳ mạnh và đang có tỷ lệ lọt top và top 1 đang là cao nhất hiện tại luôn á. Mọi người nên spam trước khi mà nó bị ăn nớp nha. Nhưng mà cái này spam nó cũng hơi khó đấy mà, tại vì chơi là cần có ít nhất là một con Chính Mình Rồng thì mọi người có thể kiếm được từ lõi nè hay là từ thì vàng ghép được cái con Chính Mình Rồng này cũng được. Hiện tại các phong bài của mình đang có đó chính là 6 Chiến Binh Rồng, 3 Kỵ Sĩ với lại là Ban Hội nha. Với Nunu 1 sao đang cầm hai đồ chuẩn luôn rồi nè. Trời ơi, nó rớt ra cho mình 4 nước mắt hả? Cái này biết ghép cái gì anh em ơi? Cắt ma ra khá là nhiều ha. Cắt ma ra khá là nhiều nè. 4 nước mắt, 2 cung gỗ, 2 đai lưng. Không biết ghép cái gì luôn anh em ơi, thiệt có chứ. Roll trước rồi đã. Roll kiếm Nunu 2 sao quá nha. Cái phong bài đang yếu quá. Ồ, Hecarim nè, ngon. Hay luôn nha mọi người. Volibee 2 sao. Ok, cũng tạm. Cũng tạm. Lúc đầu game mình cũng khá là may mắn luôn anh em mà, tại vì mình được tận hai cái lõi ngon. Một cái lõi đó chính là tàng thư bí mật. Mình lấy được luôn là một cái ấn Chiến Binh Rồng ngay từ Ro 2.1. Còn một cái lõi là ấn Chiến Binh Rồng mà lõi kim cương. Nó cho mình thêm một con Lee Sin với lại một cái trang bị bàn tay công lý. Siêu phê luôn. Trời ơi, nó kẹp kìa. Có đồ chuẩn xài chơi mọi người. Ông này cũng là phong bài Chiến Binh Rồng. Với cái đồ chuẩn như này thì một kẹp của nó sẽ hồi lại cho nó là tầm nửa cây máu đó mọi người. Và mình xin nhắc lại nha, đây là form đồ chuẩn nhất cho con Nunu ha. Đó chính là huyết kiếm và bàn tay công lý. Còn những cái bài khác, những cái đồ khác như là kiếm súng, giáp máu thì mình không khuyến khích nha anh em ơi. Tại vì đây là chuẩn nhất rồi. Chuẩn nhất rồi đó. Lõi này là cái lõi gì đây? Đế chế, hàng chờ với lại là chiến lợi phẩm. Tất nhiên là hàng chờ rồi mọi người. Muốn làm tướng 3 sao thì không có cái gì ngon hơn cái hàng chờ này cả. Lấy ngay vào luôn. Được Lee Sin 2 sao nè. Mua tướng 3 vàng bỏ vào cho nó random được con Nunu đi. Được cả Lee Sin với lại là Volibear luôn. Đây rồi, Nunu 2 sao hết nước chấm luôn. Tuyệt vời mặt trời liền. Lee Sin 2 nè, Nunu 2 nè, với lại là Volibear 2. Set 2 với lại là Cắt Ma 2 luôn. Tại vì tướng Chiến Binh Rồng được cộng thêm máu phụ thuộc vào tổng số sao của tướng Chiến Binh Rồng ở trong cái trận đấu nha. Nên nói chung là Lee Sin nó lên được 3 set 3 Volibee với lại là Cắt Ma 3 thì cái lượng máu tăng lên chắc là cũng phải tầm 1 đến 2 ca máu đó nè mà. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà thường mình sẽ nuôi Nunu 3 thôi, chứ rất là khó để mà nuôi những con này 3 sao, trừ khi mà được cái lõi triệu hiệu triệu hồi Chiến Binh Rồng, nhớ không nhầm là vậy, một cái lõi vàng rất là mạnh. Rồi nó cặp một phát 2 ca đam chuẩn. Cái này mình nói anh em không tin nữa chứ mình đã gặp rồi. Chỉ cần là Nunu 3 sao, 8 Chiến Binh Rồng thì dù cho team bạn có là con Idas 3 sao, có là con Terra 3 sao hoặc là Siêu Yu 3 sao luôn á thì nó cũng một cạp đi nha anh em. Đây nó cân được hết luôn nè, ảo chưa? Vừa đam mạnh, vừa hồi phục mạnh, vừa cực kỳ trâu. Ồ, nó cạp một phát 4 cái đam chuẩn mọi người. Thế này thì sao mà đỡ được đây? Top 1 96 máu với chúng tôi đang chủ thắng với chúng tôi kẹp hết luôn. Đây rồi Nunu. Với cái tiến độ như này thì mình nghĩ lên được Nunu 3 sao cũng khá là dễ thôi. Đây rồi 5 con luôn anh em ơi, tướng 3 vàng quá trời luôn nè. Bỏ vào thôi. Đợi cho nó đâm đung ra tướng thôi. Thì trước khi mà mình làm video meta là mình sẽ để một cái link đồ hình chuẩn ở phía dưới nha anh em ơi. Thì riêng với những cái đồ hình khác là nó sẽ không cần ấn, nhưng mà với cái đồ hình này nó sẽ cần ít nhất là một cái ấn nha, và nhiều nhất là tầm 3 cái là đẹp rồi. Cho nên than quá lấy 4 cái 5 cái là không có đủ slot để mà bỏ vào đâu. Ui, cái ông này hơi bị giống mình nha, cái form bài này hơi bị giống mình nha, nhưng mà khác một cái mình là Nunu 2 sao hai đồ chuẩn rồi. Ông này chỉ mới là Nunu 1 sao thôi mà mới có huyết kiếm thôi. Tại vì sao lại là huyết kiếm? Tại vì huyết kiếm này nó tạo giáp dựa theo phần trăm máu của tướng đang cầm nha. Mọi người biết rồi đó, 8 Chiến Binh Rồng nó cộng máu nhiều như thế nào mà huyết kiếm á, ta tạo giáp dựa theo phần trăm máu của tướng thì nó thiệt với anh em luôn á. Cái lượng máu và cái lượng giáp nó tạo ra đủ đó cho nó con tem rồi. Nó kẹp nè, trời ơi, một phát gần 4 cái đam chuẩn thì đỡ làm sao được. Đỡ làm sao được bạn ơi. Mọi người nếu mà xem nó hay hãy đừng quên để lại một like đến cái kênh cũng như là bấm chuông nha, để nhận thông báo mới nhất và những video mà mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Động lực cực kỳ lớn luôn đó. Lịch đăng video của mình nó sẽ là hai cái một ngày, một cái là về meta, một cái là về đồ dị cũng như là thử thách. Mọi người có thể theo dõi thêm.
Có gậy nè, có gậy anh em ơi. Đang rất là cần gậy luôn á. Nước mắt với lại là cung gỗ đai lưng mình có quá nhiều rồi. Đây rồi. Hên quá anh em ơi. Cái gậy này mình có thể lắp được như là quỷ thư, như là nỏ sét các kiểu cũng được. Chứ nước mắt bây giờ là mình chỉ có thể nghĩ tới là một là lắp dây chuyền, hai là lắp cái blue cho con Yasuo thôi. Không biết lắp cái gì luôn á. Ok, mình sẽ tiếp tục slow roll ở level 7 nha, kiếm Nunu 3 sao. Đây rồi, 6 con thôi mọi người. Chỉ cần anh em có một cái ấn chiến binh rồng á, thì hoàn toàn có thể chơi được cái bài này nha. Nunu 6 chiến binh rồng á, nó cũng rất là mạnh, nhưng mà muốn mà sức mạnh tuyệt đối và sức mạnh là tối đa luôn á, phải là Nunu 3 sao x8 chiến binh rồng. Thì lúc đó là không có cái thằng nào mà nó cản được anh em luôn á. Dù là team bạn có form bài chuẩn meta tới đâu, form bài mạnh tới đâu, hoặc là các form bài tứ long các kiểu bạo long, Aphidios, Gravis, Gary, Nunu này con được hết nha mọi người. Mình nói thật, cái bài này đang gọi là cái bài rác meta luôn đó. Nó lỗi mà nó mạnh mà nó trâu mà nó đang có tỷ lệ thắng top 1 và lọt top đang là cao nhất, thì mọi người hiểu rồi chứ gì. Và cái thông tin này là hoàn toàn có thật nha, tại vì có một trang web nó thường xuyên cập nhật những cái tỷ lệ thắng của lõi, của tướng, của những cái meta. Anh em có thể theo dõi thêm những cái trang web đó. Nhiều trang web lắm anh em ơi. Cứ lựa chọn một cái trang web mà xem thôi. Trời ơi, không mất máu được luôn á. Nó trâu quá mà. Nó còn hồi máu nữa. Bá đạo thì. Không ra Nunu à. Có cây xe này anh em ơi, tuyệt vời. Đây Nunu 7 con ha. Bây giờ mình chỉ cần kiếm thêm con Yasuo là đủ. Có cây xe rồi nha. Gặp A đây. À, Huyễn Long anh em à. Huyễn Long anh em ơi. Ủa, đây ra đồ đẹp thế nhờ. Nunu 2 sao luôn nè. Có Lee Sin luôn. Có Lô Long luôn. Wow. Thắng được không ta? Đây ra đồ ác quá anh em ơi. Mình chưa là Nunu 3. Nunu 3 mới con được. Từ nha, con được nha. Cứ một kẹp một đứa nè. Lỗi chưa? Trời. Trời ơi, hơi xui em ơi. Nếu như mà nó kẹp được trước đây ra là mình thắng rồi. Nó kẹp con Ezreal rồi, nó kẹp tùm lum từ lâu hộp dưa luôn á. Không kẹp cái con cần kẹp thôi là thắng rồi đó. Ô, từ nha em ơi, đi quốc rồng thần bậc vàng à. Mình kiếm cái nào ngon ngon cái. Nước mắt nhiều quá. Cái này thì hơi cùi. Cái này hơi cùi luôn. Ui, ấn chiến binh rồng anh em. What? Cái trò này nó bị... Uầy, ba cái ấn luôn anh em ơi. Ảo thật đấy. Lúc đầu game là ra 2.1 một cái ấn nha. Ra 3.2 là một cái ấn nha. Ra 4.7 thêm một cái ấn nữa. Cái này mình nghi là đi chợ ra 5.0 cái ấn nữa quá. Nghi lắm nha. Nhưng mà cái đồ này là không biết ghép với ai luôn anh em ơi. Tại vì Hikarim, Lee Sin, Seth hay là Volibi là xài những cái đồ này nó rất là phế. Không biết ghép cho ai luôn á, chắc là ghép đại á. Cổ đồ ra 4 nước mắt cái này mà mình cũng chịu được á. Không hiểu tại sao mà nó lại ra được cái trang bị như vậy. Nunu là bạn ơi. Hai con nó thôi là đủ mà, khó thế nhờ. Này ghép tạm đi nha mọi người. Tí nữa có gì mà ra được Yasuo thì mình sẽ tách đồ ra. Mình đổ đồ cho nó. Đang phân vân là không biết nên lên level 8 luôn hay không nè. Kiệm Kai'Sa vào á, được 8 chiến binh rồng. Rồi nó đúng một cạp kìa anh em ơi, cứ mỗi đứa đúng một cạp thôi là đi. Thấy không? Dù châu cỡ nào, đây Kai'Sa nè. Nhìn nha, Kai'Sa 2 sao 3 đồ nha. Ai da, mọi người thông cảm. Đây là Nunu nó còn non thôi. Tại vì chưa 3 cũng như là chưa có móc 8 chiến binh rồng. Chứ mà là 3 sao mà là 8 chiến binh rồng nữa thôi. Tên bạn dù là châu cỡ nào cũng không có đỡ được đâu. Mạnh lắm. Không ra Nunu của ta. Random nãy giờ 3 trận 4 trận luôn rồi đó. Nunu đâu rồi? Lee Sin ra nhiều ta.
còn ba cái nước mắt với lại là một cái gậy nè. Giúp bà đó anh em ơi. Ui ông này là dây si xài tiễn á, căng 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 căng. Hôm nay thì cái form bài khá là giấy, được cái là búp mana cho con Dodo của mình nó kẹp khá là nhanh, vẫn chơi được. Mồi tăng mana lên đi, bắn lên bắn lên bắn, đúng rồi, lên mana. Đổ 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 hộ đổ hộ đổ đổ hộ đổ hộ, một kẹp hai cái đao. Tìm bạn bắn bất lực thiệt chứ, bắn không mất máu nổi nha mà nó còn lên mana giúp nữa, cảm ơn bạn luôn. Nó kẹp một phát hồi gần 1k máu anh em, nhìn nè, hồi 1k 6 máu, kẹp một phát hồi 1k 6 máu. Không ra Nunu à. Kỳ tha. Mình sẽ đợi thêm vài round nữa nha mọi người. Nếu như mà không lên được Nudu 3 sao thì mình sẽ lên level 8 luôn, kẹp 8 chiếc minh rồng vào, xong rồi đợi cái hàng chờ này nó ram đun ra Nudu 3 sao cũng được. Chứ bây giờ ngồi roll bất lực quá. Cái trận này mình chết sơ qua thì có ít nhất là 3 nhà chơi Nunu. Một là mình, hai là cái ông Nunu này. Đó, vừa mới nói gặp là gặp luôn anh em, mà còn ba là cái ông Huyễn Long kia nha. Nên là hiện tại là Nunu nó cũng hơi bị hiếm. Khó roll thiệt. Đấy, huyết kiếm với là bàn tay công lý á, nó sẽ bổ trợ cho nhau nha. Huyết kiếm á, là nó tạo giáp, tăng khả năng hồi phục. Còn bàn tay công lý á, tăng khả năng hồi phục luôn nha. Và có khả năng gọi là tăng sát thương kỹ năng nữa. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Nó không cần phải là kiếm súng như hồi bữa nữa mà. Tại vì bây giờ kiếm súng với là huyết kiếm á, nó đều là hồi máu, hút máu toàn phần. Trời ơi, 20 cây đam mới là Nunu 2 sao. Kinh khủng. Mình nói có xa đâu anh em ơi, ấn chiếc minh rồng kìa. Mà chắc là sẽ không tới lượt mình. Ở dưới mình nói là có tận là hai ông chơi chiếc minh rồng luôn, hai ông. Chắc chắn là bị giành. Nó mà lấy được lấy Yasuo kìa. Thôi mất là lấy Yasuo vậy. Trời ơi, mất Yasuo luôn. Oh my god. Lấy tạm con tướng 4 vàng và bán cho nó nhiều tiền anh em ơi. Khổ ghê. Kia nó có nhỏ mà cái vỏ nó chạy mà như cái siêu điện vậy. Oronos nào. Ô, Nunu nè, một con nữa thôi. Chẳng lấy không ra đúng không? Kai'Sa 2 luôn rồi nè. Chẳng lấy không ra. Rè lý. Không ra thiệt mọi người. Không ra thiệt hả? Wow. Không ra thiệt á anh em. Không đùa. Không đùa luôn. Ghê gớm thiệt. Còn đúng một con thôi. Hôm nay nãy mình thua đúng không mọi người? Bây giờ biết thắng được chưa ta? Càng hết càng hết. Dây si ba đồ với chúng tôi nè. Liuna với chúng tôi nè. Nunu nè. April nè. Đây ra. Úi dồi ôi, đêm ơi nó có Huyễn Long hồi máu á. Kẹp một phát còn một chấm máu, nó hồi một phát đầy cái máu luôn thì ai mà chơi lại cho nó. Ây da, Nunu chưa ba, hơi bị thiếu đam, hơi bị thiếu đam. Không ra Nunu luôn hả? Chắc là mình lên level quá mọi người. Còn đúng con này nó chưa ra, ức chế quá đi. Nếu mà lấy được cái ấn chiếc minh rồng hồi nãy ra đi chợ rau 5 chấm á, thì cái form bài của mình nó sẽ cực kỳ bá đạo luôn. Với 4 cái ấn chiếc minh rồng, mình có thể chơi được là 8 chiếc minh rồng đi chung với 5 kỵ sĩ đó. Thiệt. Lên level 8, level 9 là kẹp vào rất là đơn giản luôn. Hết Karim 2. Ok, nốt cái rau này nữa nha em ơi. Nốt cái rau này mà nó còn không lên được á, thì mình sẽ lên vào 8 luôn, kẹp con gái xe này vào. Ông này nãy lấy con Yasuo của mình đúng không? Cho ông đi luôn. Yasuo vô mỏ liền anh em ơi. Phải ăn mà. Gặp gì ăn đó, gặp gì tạp đó thôi.
Búp bên này là... Đó. Thì bạn đánh mình càng nhiều là càng tốt. Tại vì đánh nó chắc chắn là sẽ không sốc đam được. Mà không sốc đam được gọi là sẽ lên mana. Mà nó lên mana nó kẹp nó sẽ hồi máu lại thì cũng như không. Nên là team bạn càng đánh mình là mình càng lời. Có khi mình roll đường Lee Sin 3 trước khi Nunu 3 luôn á trời. Hư cấu đi. Rốt Nerko đi. Thề với em luôn á, cái này mà rốt Nerko là mình xài Nerko ngay và luôn, không nói nhiều. Cái này mà rốt Nerko là mình xài ngay và luôn. Không có đợi chờ nữa. Cái form bài này thì mọi người thấy ở đó rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần có một cái điều kiện duy nhất á là có ấn kiếm minh rồng từ sớm nha. Và lên level 7 solo roll kiếm Nunu 3 sao cộng với huyết kiếm và bạch tê công lý á, là chuẩn rồi. Không cần phải làm gì nhiều nữa. Mọi người chỉ cần làm đúng y hệt như vậy thôi thì lọt top hoặc là top 1 nó sẽ cực kỳ dễ nha. Với con rác Nunu này. Lỗi lắm mà anh em nên chơi thử đi. Ba cái bài rác mà mình thấy hiện tại đang mạnh nhất mà dễ chơi nhất á. Một là cái bài Bạo Long Pháo Thủ nha, với Gravet và Aphelios Carry. Thứ hai là cái bài Nunu Chí Minh Rồng rồi nè. Và thứ ba là cái bài khắc chế meta, đó chính là Olaf Đồ Long. Mọi người nên theo dõi thêm không? Không ra con Nunu mà. Thôi lên level thôi anh em ơi. Nó làm khó làm dễ mình quá. Nó làm khó mà làm dễ mình quá anh em ơi. Còn đúng một con không ra, rồi kiểu nào cũng không ra được. Tám chí minh rồng này nó phải khác. Siêu ba, ồ Siêu hai sao ba đồ anh em, có vuốt rồng luôn mà vẫn đi như bình thường. Đây JC hai sao ba đồ luôn nè, và mở liền anh em ơi, một phát kẹp gần 2,5 cây đam, sẽ cách nơ đi luôn nè, 3 cây đam mọi người ơi, là quýt 3 sao, gọi là tủ quýt 2 sao à, một kẹp đi luôn 3 cây đam, nó kẹp từng đứa thôi, càng bắn nó càng sướng. Càng bắn lên mana càng nhanh mọi người à. Tại vì bắn là chắc chắn không thể nào mà chết được rồi. Trời ơi 6 cái đam chuẩn á. Mình xin luôn. Và mở hết mọi người. Và mở hết. Gần 35 cái đam chuẩn. Thì em đỡ đi làm sao mà đỡ được. Tướng Nunu 2 vàng. Ở lộn 3 vàng mà 2 sao. Thấy ông mình nói mà mọi người ơi. Rô nó không ra. Nó không có ra. Nhưng mà để cái hàng chờ nó là tự ra nó mới ảo chứ. Đúng là không nên cố chấp vào một cái việc gì đó. Hồi nãy biết nó không ra lên mẹ level cho rồi. Đỡ tốn tiền. Đúng không? Hồi nãy cứ biết không ra lên level bà luôn cho rồi. Cái trận này mình có tận là 5 cái nước mắt nha. Mà mình thề với em luôn á là không có lụm bất kỳ một cái nước mắt nào. Nếu mà tính cả bàn tay công lý á là có 6 cái nước mắt luôn á. Đây ông này cũng đam mê. Nunu Chí Minh Rồng 2 sao cũng đam mê. Mình thua cái ông này là 2 lần nha mọi người. Nhưng mà mình nói thiệt bây giờ là thua. Mình cùi cái móng tay liền luôn. Mình cùi liền luôn á. Không thua được. Không thua được. Cảm ơn bạn nha. Trời ơi bạn quạt đã ngứa hình quá. Quạt đã ngứa hình quá bạn ơi. Đã quá. Trời ơi cảm ơn bạn. Đã ngứa quá. Đã ngứa quá bạn ơi. Vô mỏ mình nha. Vô mỏ mình nha. Thằng nào nữa. Thằng nào nữa vô mỏ mình nha, 40 cây đam chuẩn. Trời ơi cái đây là mình lên được Nunu 3 sao trễ nha mọi người ơi, chứ mình lên được Nunu 3 sao sớm thì em biết cái kết quả trận này nó có từ rất là sớm luôn rồi đó. Bây giờ mình chấp bạn á là lên được Daisa 3 luôn đó. Thiệt Daisa 3 thì ít nhất phải quạt 4 đến 5 lần trúng con Nunu nha em ơi thì mới chết được. Tại vì nó rất là trâu, nó có lớp chép của huyết kiếm, nó có hồi phục. Thì thật sự là phải quạt 4 đến 5 lần liên tục và phải có chí mạng thôi thì mới chết được. Chứ không quạt kiểu nhanh nhanh cuồng đao với lại là kiếm súng như này thì bất tử. Mọi người nào mà có ý tưởng gì hay mà muốn làm hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Và cũng như là anh em nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc làm video á, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình nói sai ở đâu và sẽ cố gắng khắc phục ở những cái điểm đó nha mọi người ơi, để mình có thể phát triển hơn và cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nha. Sổ ôi và mỏ hết Ezreal Varus Soraka đánh con Nunu này sướng thiệt. Tôi lên mana rồi.
Cứ lên mana rồi, cứ lên mana rồi. Cái sàn đấu này nhìn nó hơi chói mắt nhờ. Đây là cái sàn đấu mới mình lấy được ở trong cái vé đó. À, tưởng nó đâu đi chợ 6 chấm này có thêm một con chứ mình rồng thôi là đúng ảo luôn á. À, cái này là cái gì ta? Lấy Yesu đi nha mọi người. lấy Yesu đi. Cái này mà có 10 chiếc minh rồng mà mình nghĩ là mình có thể chơi được luôn á. Thì có chứ. 10 chiếc minh rồng này em chỉ cần 4 cái ấn thôi. 4 cái ấn xong rồi đầy đủ tướng, xong rồi có 10 slot là đủ. Trời ơi, nghe dễ không? Nghe quá dễ luôn đúng không? Đây, nếu như mọi người chọn được cái form bài này sớm là 8 chiếc minh rồng, Nudu 3 sao, cầm huyết kiếm với lại là bàn tay công lý, thì anh em có thể tắt máy đi ngủ được luôn. Không có cần phải xếp bài, không có cần phải canh lóc cái kiểu gì hết đó. Một mình nó con hết. Mình nhớ không nhầm thì đọc được cái bài viết ở đâu là tầm vài ngày nữa thôi, hoặc là một tuần nữa nha. Thì con Nunu này cộng với cái bài Bạo Long phá thủ sẽ chính thức lên dĩa rồi. Nên mọi người hãy nên cố gắng spam trước khi mà nó bị lên thớt. Những cái bài này nó vừa dễ chơi mà nó vừa mạnh như thế này. Nhưng mà nó có một cái điều kiện rất là khắc nghiệt luôn á, mà cũng không phải là khó lắm. Đó chính là cần một cái thì vàng, hoặc là cần một cái ấn chiếc minh rồng. Anh em có thể lấy được từ lõi nè, rất là dễ luôn á. Tại vì bây giờ có rất là nhiều lõi có thể kiếm được ấn chiếc minh rồng nha. Như là lõi vàng nó cho mình xác nhận ấn nè, hoặc là lõi vàng nó cho mình một cái ấn chiếc minh rồng luôn, hoặc là lõi kim cương như mình nè, hoặc là những cái lõi túi đồ URF á, thì có thể chơi được hoàn toàn bình thường luôn. Túi đồ URF xong rồi có thêm một cái gậy nữa là đủ. Còn nếu như mọi người mà muốn chắc chắn nữa thì lấy cái hạt, lấy cái hộp Pandora á, xong rồi cố gắng đi chợ lấy thì vàng, hoặc là lấy cái lõi mà có thì vàng là chắc chắn được cái form bài này luôn. Mình thề với em chắc chắn được nếu mà có cái hộp quà Pandora nha. Một lõi bạc thôi nhưng mà nó giúp cho anh em vẽ đồ, vẽ trang bị form bài chuẩn khá là dễ. À, Elsinkari mọi người nhìn nè. Elsin 2 sao nè, nhìn này hài lắm. Cứ một là vô mỏ thôi. Mình cá với em luôn á, dù cho tên bạn là Idas 3, COU 3, Siphon 3 hoặc là cả Terra 3 luôn á nha. Thì Nunu này chỉ cần lên được đúng mana nó kẹp một phát là chết. 17 máu họ đi luôn rồi, quên rồi đó. Ok. Ôi giời. Một máu á. Làm chào hụt mọi người à. Nó lại ra cho mình một cái huyết kiếm nữa. Thiệt luôn á hả? Rồi đánh sư dễ ở rồi 5 chấm nha, một cái huyết kiếm. Xong rồi mình ghép cho nó một cái huyết kiếm. Và bây giờ đánh quái, đánh sư dễ ở rồi 6 chấm một cái huyết kiếm nữa. What the? Cái trận này nó ra cho mình đồ như thế nào á. Đây mà nước mắt thì 5-6 cái, huyết kiếm thì 3-4 cái. Thông đạo thì nên thấy không, mình ghép chơi đi á, để được 2 cá rồi nha. Nó đúng ảo được chứ. Tức là mình sẽ lên nốt level 9 đi, để kẹp thêm một cái form bài, đó chính là 4 kỵ sĩ luôn. Cái này mà mình lấy được cái ấn chiếc minh rồng từ ra 5 chấm á, là mình có thể chơi được cái form bài đó chính là 8 chiếc minh rồng với lại là 5 kỵ sĩ luôn rồi. Nghe kinh khủng không mọi người. Có Lilia luôn nè, đây siêu đẹp. Siêu đẹp. Yesu cầm mũ nè. Cái này mà có thêm một cái ấn mũ nữa thì thôi chứ. Không có Lee Sin rồi. Ghép đại đồ đi anh em ơi. Ghép đồ nào cũng được. Không có quan trọng đâu. Chấp ông này là JC3 luôn nha anh em ơi. JC3 một kẹp vẫn đi. Mình không nói đùa đâu á. Mình nói thiệt. Không có xạo với anh em làm cái gì. Anh em cứ chơi thử đi là biết sức mạnh của bà này ngay. Lỗi lắm. Nghe không? Từ lúc lên mà Nunu 3 thì chưa thua một cái trận nào. GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt các em. Bye bye.